Hello mọi người nha. Hello mọi người. Mọi người vào cái livestream này đây, ai chia sẻ nhiều nhất sẽ tặng một phần quà nha. Bạn nào mà nhận được phần quà là lúc trước của Thủy rồi mọi người à. Mọi người comment nè. Ai mà nhận được phần quà lúc trước của Thủy không? Những phần quà lúc trước mà Thủy đã tặng cho mọi người à. Thủy đã tặng cho mọi người nhân cái dịp Tết ấy, thì có gửi tặng một món quà cho mọi người ấy. Ai là khách hàng cũ của Thủy ấy, thì mọi người đều nhận được một món quà nha. Ai mà khách hàng cũ là đều được nhận một món quà. Ai mà nhận được món quà nào á, mọi người vào cái livestream này á, mọi người comment cảm ơn nha. Thủy đã gửi những phần quà dịp Tết cho những khách hàng cũ của mình, một món quà mỹ phẩm chi ăn mọi người. Ai có ai nhận được á, thì mọi người đi ngang qua mọi người nhớ chia sẻ giúp Thủy nha, chia sẻ thay thế cho lời cảm ơn nha mọi người, thay thế cho lời cảm ơn nha. Có rất là nhiều phần quà mà Thủy đã gửi tới cho mọi người rồi ấy. Chào mọi người nha, ai thấy Thủy mọi người chào nhau nào, ai thấy Thủy mọi người chào nhau đi. Hôm nay là Thủy sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách viết content hiệu quả ra đâu. Viết như thế nào để ra đơn mọi người thấy không? Viết như thế nào để ra đơn và bố cục để mình viết content để hiệu quả nha. Những cái thắc mắc gì á mọi người vào inbox, mọi người inbox cho Thủy, Thủy sẽ hướng dẫn mọi người cách cụ thể nhất. Còn ai trên cái livestream này á, mọi người thắc mắc về vấn đề gì thì mọi người comment xuống cái livestream này. Thắc mắc về vấn đề gì comment xuống cái livestream này, Thủy sẽ hướng dẫn mọi người cách bán hàng hoặc là trả lời những cái thắc mắc ca đồ để mọi người à hiểu rõ được cách bán hàng nha. Mọi người viết content như thế nào để hiệu quả, để thể bình luận chút cho mọi người nha, theo công thức nha mọi người, theo công thức. Mọi người viết như thế nào để hiệu quả nè mọi người à. Viết như thế nào để hiệu quả thì mình sẽ có công thức viết theo bố cục 4 3 2 1 để mình viết như thế nào. Và mọi người nên nhớ nè, mình viết như thế muốn mà để thu hút khách hàng ấy thì mình nên nhớ là khách hàng khi mà lên Facebook không, người ta không bao giờ đọc về những cái bán hàng đúng không? Khách hàng lên Facebook không hề đọc những cái bán hàng. À, chào mọi người nha, chào mọi người nè, Thủy vẫy tay chào mọi người nha. À, Thủy nói luôn nè, khách hàng á lên Facebook á ít khi mà người ta đọc bài bán hàng đúng không? Nhưng mà mình viết cái gì để người ta thu hút vào tầm 2 phút, 2 phút khi mà khách hàng lướt cái Facebook ấy, thì cái content á là nó đập vào mắt khách hàng trong vòng 2 giây thôi, trong vòng 2 giây đầu tiên thì mình nên viết cái gì? Thì nên nên viết cái gì để mà khi mình khách hàng đập vào 2 giây đầu tiên đó thì khách hàng sẽ dừng chân lại và khách hàng đọc đọc cái content của mình viết và đọc cái sản phẩm của mình đúng không? Tại vì á đa số mọi người nói là viết bài nhiều ấy thì khách hàng không hề đọc. Đơn giản ấy, đơn giản là mọi người nên nhớ nè, cái gì nó cũng có quy trình của nó. Nếu mình viết nhiều mà mình viết không đúng trọng tâm ấy thì cũng rất là khó đập vào mắt khách hàng đúng không? Đôi lúc ấy là mọi người đặt câu hỏi dưới này á, thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bán hàng hiệu quả nhất. Cách bán hàng hiệu quả nhất mà Thủy học được và chia sẻ thực tâm những cái mà Thủy học được thì Thủy sẽ chia sẻ cho mọi người từ A tới Z, không có một vấn đề gì mà phải giấu giếm cả đúng không? Đa số mình giúp mọi người kiếm tiền được thì mình cũng là người kiếm tiền được đúng không? Nên là mọi người có vấn đề gì á thì mọi người vào cái livestream này đi. Vào livestream này sẽ hướng dẫn mọi người từ A tới Z, không không giấu giếm vấn đề gì hết. Và mọi người nên biết nè, khi mà khách hàng lên Facebook ấy thì đương nhiên họ sẽ không bao giờ họ đọc những cái bài viết về bán hàng đúng không? Chắc chắn là họ sẽ không bao giờ đọc những bài viết về bán hàng là cái điều đầu tiên này. Hoặc là những cái mà họ đọc ấy thì thường thường là rất là ít đúng không? Họ đọc rất là ít mọi người. Mọi người hiểu ý em nói không ạ? Đây bây giờ Thủy sẽ viết một 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 vài đây Thủy sẽ vẫy tay chào mọi người nha. Ai thấy Thủy thì mọi người chào nhau đi, ai thấy Thủy mọi người chào nhau đi. Và những khách hàng ấy mà lúc trước của Thủy ấy
khách hàng cũ đã đồng hành mua hàng của Thủy 1 năm hay là 2 năm trước ấy, thì Thủy đều có một món quà tặng dành cho mọi người. Và nếu như mọi người nhận được món quà đó thì thay vì mọi người nói lời cảm ơn đúng không, thì mọi người chia sẻ livestream này giúp Thủy đi, mọi người chia sẻ livestream này để mà thay một lời cảm ơn đúng không? Tại vì Thủy có gửi một món quà nho nhỏ đến dành cho những khách hàng của mình lúc trước khi mà mua ủng hộ Thủy, thì Thủy có một món quà dành cho mọi người. Nếu như mà ai đang coi livestream này á, là khách hàng cũ của Thủy á, thì mọi người cứ comment là số điện thoại này, địa chỉ nè, thì Thủy sẽ gửi một món quà đến cho tặng nhà mọi người nha, tặng nhà mọi người. Mọi người thấy Thủy, mọi người chào nhau đi. Và trước tiên thì theo công thức là 4-3-2-1 trước nha mọi người. Đây, thứ nhất là 40% chia sẻ nè, để Thủy bình luận cho mọi người dễ dễ thấy nha, bình luận cho mọi người dễ thấy nè. Đây, 40% chia sẻ hữu ích. Đây, 40% chia sẻ hữu ích. Thì Thủy cũng nói luôn là khách hàng ấy, người ta không quan tâm đến những cái gì mà mình bán, không hề quan tâm đúng không? Khi mình viết ấy thì mình có những cách viết như sau, là khi mình viết ấy, nếu như mà mình viết không có hình ảnh ấy, thì mọi người nên nên viết theo kiểu là kiểu chữ to nha, kiểu chữ to. Nên là mọi người nên nhớ rằng mình viết theo kiểu chữ to đó thì nó sẽ thu hút vào khách hàng hơn. Ví dụ như là mình viết theo kiểu mà snail á mọi người, kiểu mà bảng màu ấy, thì mình viết to lên thì để đập vào mắt mọi người á, đập vào mắt mọi người là những cái gì? Đập vào mắt mọi người ấy thì mọi người sẽ thấy được á, là đa số là khách hàng sẽ cái chữ chữ mà chữ nổi ở bảng màu á, chữ nổi ở bảng màu ấy thì mọi người viết to và rõ. Mọi người đừng nên viết dài dòng. Đừng nên viết dài dòng. Và mình viết theo bố cục 4-3-2-1, thì trước tiên là Thị sẽ nói về bố cục mà bốn trước nha. Bốn trước mình viết như thế nào để Facebook nó đánh giá là một cái Facebook, viết như thế nào để Facebook đánh giá là một Facebook mà cực cực tương tác đó mọi người, tương tác thôi. Thì Facebook nó cũng đánh giá rất là qua qua những cái Facebook, ví dụ như những Facebook mà nó hạn chế cực kỳ ấy, những Facebook hạn chế cực kỳ ấy, thì nó không có lượt tương tác này, không có lượt comment này, hay là mọi người ít livestream ấy, mọi người ít livestream ấy, thì mình nên viết những gì để khi mà khách hàng đập vào cái mắt của khách hàng ấy, khách hàng luôn có 2 giây, 2 giây để mà khách hàng xem cái status của mình, cái content của mình. Thì Thủy nói luôn là 2 giây đầu tiên mọi người nên viết những cái chữ, nếu như bài viết có hình ảnh nha, nếu như bài viết có hình ảnh thì mọi người nên viết những cái chữ mà rõ, hoặc là những cái câu đầu tiên của mình ấy, thì mình nên đánh trọng tâm vào khách hàng. Mình không nên viết lan man về sản phẩm quá nhiều, không nên viết lan man về sản phẩm quá nhiều, mọi người nên nhớ rằng điều đó nha. Nếu như mình viết lan man về sản phẩm ấy thì khách hàng sẽ biết là mình đang bán hàng đúng không, đang bán hàng đây, khách hàng ít khi mà quan tâm. Nhưng mà mọi người viết theo cái kiểu kiểu như thế này, mọi người viết theo bố cục. Trước tiên là bố cục, mọi người có thể tổng quan lại những cái gì mà Thủy hướng dẫn, tổng quan lại nha, những cái mà Thủy hướng dẫn cho mọi người, thì mọi người sẽ đúc kết ra được cái một cái viết content riêng của mọi người. Vì cái cá nhân của mọi người, cái môi trường của mọi người, cái gia đình của mọi người đúng không, cá nhân môi trường gia đình của mọi người sẽ khác Thủy, sẽ khác Thủy. Nên là Thủy hướng dẫn mọi người một cách mà logic nhất, hoặc là một điểm chung gì đó, thì mọi người nên thay đổi từ từ cái bản thân của Thủy. Ví dụ như bản thân của Thủy thì viết những cái mà về cuộc sống hôn nhân nè, hoặc là mọi người có con cái rồi á, thì mọi người nên viết những cái mà liên quan đến gia đình nè, đời sống nè, hoặc là những cái chia sẻ về cách chi tiêu sinh hoạt gia đình nè. Thì mọi người viết theo theo tính cách của mọi người nha, tính cách của mọi người là tính cách của mọi người như thế nào, mọi người viết theo tính cách của mọi người, hoặc là con cái của mình sinh hoạt ra sao nè, thì mình sẽ viết theo như vậy. Và mình không nên tập trung vào sản phẩm quá nhiều,
không nên tập trung vào sản phẩm quá nhiều. Vì nếu như mà những cái sản phẩm ví dụ như là dầu gội hay là giảm cân ấy, mọi người viết quá nhiều ấy, thì Facebook nó đánh giá là rất là hạn chế. Vì những cái từ ví dụ như là dầu gội nè hay là giảm cân ấy thì nó giống nhau đúng không? Giống nhau mình viết lặp đi lặp lại thì đương nhiên á là cái những cái ngôn từ mà dầu gội hay là giảm cân lặp đi lặp lại thì Facebook nó hạn chế cực kỳ, nó không nó sẽ cuộn lại, mọi người hiểu không? Nó sẽ cuộn lại thành cái dòng ở phía dưới á là xem 3 tin khác hay là xem 5 tin khác. Và 40% mình viết chia sẻ thì mình sẽ viết chia sẻ những cái hữu ích nè, chia sẻ những giá trị nè. Chia sẻ những bài hữu ích là những bài như thế nào, ví dụ như là những bài học và cuộc sống nè, hay là những châm ngôn về tình yêu nè, hay là vân vân, nói chung rất là nhiều bài chia sẻ hữu ích đúng không? Mọi người có thể là tìm tìm trên những trang trang mạng này, hay là những cái trang fanpage á, những trang fanpage rất là hữu ích. Chút xong rồi á là 30% tương tác nha, mọi người viết bài theo 30% tương tác, và thầy sẽ từ từ thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách viết bài bán hàng hiệu quả. Nhưng mà mình muốn viết bài bán hàng hiệu quả thì mình phải viết bài theo bố cục như thế này để Facebook đánh giá là một Facebook tương tác tốt, hoặc là một Facebook mà được nhiều người quan tâm, thì họ sẽ đánh giá xếp hạng, Facebook nó sẽ xếp hạng cho mình thành là một Facebook có ưu điểm là nhiều người quan tâm nè, hay là một Facebook nói chung là có cộng đồng quan tâm đúng không? Thì mọi người nên làm theo những cái bước mà thầy hướng dẫn ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn hơn là mọi người cứ viết bài bán hàng hồi. Nếu như mọi người viết bài bán hàng hồi ấy thì đảm bảo mọi người rất là khó hạn chế các Facebook như thế này, trong khi mọi người biết rồi, Facebook càng ngày nó càng hạn chế rất là nhiều đúng không? Bây giờ ai cũng cũng nói là Facebook hạn chế rất là nhiều, vì Facebook cá nhân mà mọi người hiểu rồi, cá nhân thì nó chỉ liên quan đến đời sống cá nhân của mình nè, hay là những cái đời sống cá nhân của mọi người. Ví dụ như cá nhân của mọi người là mọi người chia sẻ con cái, hay là mọi người chia sẻ là cách kiếm tiền, hay là công việc của mọi người trên công ty nè, thì Facebook nó sẽ nổi trội hơn, hoặc là mọi người sẽ có nhiều người tương tác hơn. Còn mọi người cứ viết bài bán hàng hồi á thì nó sẽ không không ra đơn đâu. Và mọi người viết bài bán hàng á thì mọi người nên viết những cái gì để cho nó hiển thị, nó đập vào mắt khách hàng trước tiên. Thì chút nữa thì sẽ hướng dẫn mọi người cách bán hàng, viết content bán hàng hiệu quả nha, mình nên viết gì để đánh vào trọng tâm khách hàng nè, khách hàng đang cần gì mình nên viết gì, chứ không phải là mọi người viết lan man đâu. Nhiều bạn á nha, nhiều bạn thì thấy vấn đề như thế này nữa nè, viết là cực kỳ nhiều cái icon á, icon ở phía trước ấy mọi người, phía trước ấy thì mọi người thấy không, viết cực kỳ nhiều cái icon đó luôn, mà cái icon ở phía trước càng nhiều á thì thể hiện mình là một người không 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 có chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đúng không? Không chuyên nghiệp mình viết icon nhiều thì cái đó là trẻ trâu ngày xưa thôi, trẻ trâu ngày xưa, chứ còn bây giờ mình viết icon nhiều ấy thì người ta sẽ đập đập vô mắt người ta toàn là những cái mà nhòa nhòa hay là màu sắc nhiều quá ấy, thì họ sẽ thấy rất là con nít, họ sẽ thấy rất là con nít, nên họ cũng không đọc hết hoàn toàn đâu đúng không? Nên là chút nữa thầy sẽ hướng dẫn mọi người viết như thế nào để mà đập vào mắt khách hàng, viết như thế nào để đập vào mắt khách hàng, những cái dòng đầu tiên, những dòng đầu tiên mọi người nên viết gì. Còn trong khi á mọi người nếu như mọi người viết như mọi người nha, một khổ dài như thế này, hay là những người mà thị thấy á, viết rất là hay, ví dụ như là những cái đoạn ngắn như thế này thôi, những đoạn ngắn như thế này thôi nhưng mọi người viết rất là hay. Còn những người mà người ta viết bài chuyên nghiệp rồi á, chuyên nghiệp rồi thì người ta viết đoạn dài mình đọc cũng vẫn rất là hay luôn á mọi người. Nhưng mà cái câu chuyện của họ có trong đó, mọi người thấy không? Những cái câu chuyện của họ là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là những cái cá nhân của họ, đời tư của họ xen lẫn vào cái nội dung sản phẩm xen vào cái đời sống cá nhân của họ nữa, thì họ sẽ tạo ra một câu chuyện rất là cuốn hút. Còn nếu như mọi người cứ viết kiểu mà dầu gội như thế này, hay là sản phẩm như thế này thế kia, thì nó sẽ không cuốn hút người đọc đâu. Nếu như mình biết lồng ghép câu chuyện vào
Ví dụ như là sản phẩm daily như thế này nha. Thì ví dụ nha, sản phẩm daily như thế này nha. Đây, nhiều bà mẹ bỉm sữa mới sinh xong ấy thì người ta viết cái sản phẩm daily mà rất là tốt nè. Ví dụ như họ viết lồng ghép câu chuyện của họ vào, ví dụ như là mới sinh xong ấy thì bụng thì nhão nhạt đúng không? Nhão nhạt hoặc là da nó trùng xuống thì cái phần bụng của mình cảm thấy rất là tự tin, nhưng mà khi mà mình mặc đồ lên ấy thì cũng vẫn ok, vẫn ngon đúng không? Nhưng mà sau khi mình dùng cái sản phẩm daily này nè, đó thì cuối bài họ cũng vẫn lồng ghép cái sản phẩm này vào. Cuối bài họ vẫn lồng ghép sản phẩm này vào thì cái việc họ lồng ghép sản phẩm vào ấy thì nó rất là hợp lý. Đó, rất là hợp lý. Hoặc là những mẹ bỉm sữa mà mới sinh xong ấy, tóc rụng nè, tóc rụng ấy thì nhiều bạn mới mới sinh xong ấy tóc rụng cả nùi đi luôn, cả nùi rất là nhiều. Nhưng mà sau cái họ sử dụng sản phẩm như thế này, đó họ viết một bài cảm nhận, một bài review về cái sản phẩm thì họ viết rất là tốt, họ viết rất là tốt nha, viết rất là tốt chứ không phải là họ viết đơn 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 sơ là sản phẩm như thế này có tác dụng như thế này có tác dụng như thế kia. Đó, mình viết như vậy á là khách hàng họ đọc vào họ sẽ biết là mình đang bán hàng. Mình viết nhưng mà họ biết mình không bán hàng ấy thì cái đó lắm mới hay, chứ còn mình viết mà cứ bán hàng hoài ấy thì đương nhiên thấy nó rất là bình thường, mọi người có công nhận không? Ví dụ nha, ví dụ như trang Facebook nhiều 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 chị em nhiều chị em là nhiều chị em biết tới Thủy đúng không? Nhiều chị em biết tới Thủy nhưng mà Thủy hay chia sẻ, Thủy rất ít khi mà chia sẻ về vấn đề tình yêu đúng không? Nhưng mà họ luôn luôn theo dõi Thủy. Ví dụ như Thủy chỉ cần đi đây đi đó, ví dụ đi chơi thôi, ví dụ đi chơi mang theo sản phẩm toner Marosa như thế này đó, đi chơi mang theo sản phẩm như thế này, mình chỉ viết như vậy thôi. Đơn giản là mình đi chơi, mình đi chơi ở một nơi khác, mình chụp hình ở một nơi khác, nhưng mà mình vẫn lồng ghép sản phẩm mình vào đó. Mình viết bài như vậy thì đương nhiên khách hàng họ mới cuốn hút mình. Hoặc là mình vừa viết hàng bán hàng nhưng mà mình vừa xây dựng được cái cá nhân của mình luôn. Đó là một điều mà Thủy thấy á, là mọi người nên nên thay đổi cách viết của mọi người đi. Chứ còn ai cũng viết theo cái kiểu mà bán hàng, theo cái kiểu mà cái lối mà ngày xưa á thì không bao giờ mọi người bán được hàng đâu. Viết theo kiểu lối ngày xưa Facebook nó cực kỳ hạn chế luôn, mọi người không tin hả? Mọi người viết thử đây, ngày mọi người đăng nhiều bạn nha, nhiều bạn thì thấy như thế này. Nhiều nhiều bạn thì thấy như thế này là trong hệ thống ấy BR rất là nhiều, BR rất là nhiều, ví dụ như là BR đủ thứ hết, BR là đội nhóm mạnh hay là BR sản phẩm tốt thì mọi người BR rất là nhiều. Nhưng mà mọi người nên nhớ nè, mọi người nên nhớ nè, có nhiều bạn nói rất là hay, có nhiều bạn nói rất là hay nha, có nhiều bạn nói rất là hay, nói với Thủy rằng ấy là bên hệ thống của các bạn ấy dạy dạy cho các bạn hay là hướng dẫn mọi người những cái cách mà mọi người hướng dẫn mọi người những cái cách mà mọi người bán hàng, hoặc là người ta nói rất là hay, ví dụ như là những cái giá trị đúng không, những cái giá trị, những cái thành công thì người ta nói rất là hay, hoặc là những cái mà đặt ra mục tiêu này, hay là những cái mà hay là những công cụ đi, cho là những công cụ đi nha, cho là những công cụ, những mục tiêu này hay là những giá trị họ nói rất là hay. Nhưng mà đúc kết rằng ấy là họ dạy các bạn bán hàng ấy không chuẩn, không chuẩn là như thế nào. Trong khi đó mọi người chưa biết cách bán hàng như thế nào, mọi người chưa biết cách livestream như thế nào. Thế nhưng mà người ta luôn dạy cho các bạn là những cái giá trị đúng không? Những cái giá trị mà người ta nhận được hay là người ta bày các bạn đặt ra mục tiêu. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng nè, những cái đó thì mọi người vẫn có thể học được, chứ không phải là mọi người không học nha, mọi người vẫn có thể học được. Nhưng mà mọi người không không phải là lúc này, không phải là lúc này. Thật sự luôn không phải là lúc này đâu. Những bạn mà mới mới bước chân vào bán hàng ấy thì Thủy nghĩ á, mọi người nên học những cái gì? Những cái bán lẻ nè, những cái viết content ra đơn nè, những cái viết content đập vào mắt khách hàng. Đó, hoặc là những cách livestream hiệu quả nè, thì mọi người nên viết những cái đó. Nó sẽ hay hơn. Hay hơn là mọi người học những cái cao siêu. Nhiều bạn học cao siêu lắm,
học những cái hay lắm, học những cái giá trị này, hoặc là học những cái mà thầy cũng vẫn có thể là nói được những cái vấn đề đó, nhưng mà thầy muốn hướng dẫn mọi người á là cái cách cách như thế nào để bán lẻ hiệu quả, hay là cách viết như thế nào để mà khi mình đập vào mắt khách hàng thì khách hàng luôn luôn là đọc được những cái từ ngữ ngôn từ đến trái tim khách hàng, đúng không? Mình thuyết phục khách hàng chứ không phải là sản phẩm, đúng không? Mình là người thuyết phục khách hàng, còn sản phẩm ấy thì nó chỉ là cái bước, nó chỉ là sản phẩm và từ từ nó mới đến tay khách hàng. Còn việc đầu tiên là mình phải làm như thế nào để thuyết phục khách hàng trước. Thì thủy muốn bày cho mọi người ấy, những cái mà mọi người dễ dễ hình dung nhất, dễ hình dung nhất, chứ không phải là học những cái cao siêu về rồi xong rồi hỏi là à, chị ơi học những cái đó về không giúp ích được gì hết, mà khi mà gia nhập hệ thống ấy thì không 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 ai bày hết, không ai bày những bán hàng, đúng không? Không ai bày những cái bán hàng thì mọi người nghĩ có nên học hay không những cái giá trị đó, ví dụ như học là người thông minh nên làm gì nè đó, hay là học những cái mà những cái gì đó mà livestream thì chưa được, không biết nói gì trong trong cái livestream này hết, không biết nói gì trong cái livestream này hết, thì mọi người nghĩ đi có nên học hay không. Bản thân mình nói rất là giỏi, đúng không? Bản thân mình nói rất là giỏi, nhưng mà mình nên nhớ rằng ấy, hệ thống mình khi mà gia nhập vào cái team của mình ấy thì trước tiên họ phải biết những cái gì, những cái bước cơ bản đầu tiên là gì. Thì ở Thủy vẫn luôn luôn hướng mọi người một cách là như thế này: không nên tập trung quá nhiều vào những thứ xa vời, không nên tập trung vào những thứ xa vời như vậy, và nên tập trung vào bán lẻ hoàn toàn, và nên hiểu về sản phẩm, hiểu về sản phẩm, mình phải là người yêu thích sản phẩm, đúng không? Và sản phẩm của mình ấy phải tự tin bán, tự tin có giấy tờ pháp lý rõ ràng thì mình mới tự tin để mình chốt đơn khách hàng được. Còn trong khi đó, ví dụ như mình bán kem trộn đây, ví dụ mình bán kem trộn nha, tin nhắn chút nữa thì sẽ inbox sau nha mọi người. Thật sự trong livestream này á, đang livestream ấy thì mọi người nên coi cái livestream đi, xong rồi từ từ rồi mọi người inbox thì mọi người hỏi. Thì vẫn thấy rằng ấy là trong cái livestream này ấy, nhiều bạn ấy là không không ngại ngại comment trên livestream, đúng không? Ngại comment trên livestream. Đa số là mọi người ngại comment, cũng có nhiều bạn ngại comment, nhưng mà cũng có bạn ấy thì nên nghĩ như thế này nè. Mình không có gì phải ngại hết, đúng không? Việc của mình ấy là các bạn hỏi thì hướng dẫn cho mọi người bán hàng, thì cái việc mọi người kiếm được tiền ấy thì không có gì phải ngại đâu. Mọi người cứ cứ hỏi trên cái công mọi người cứ comment trên cái livestream này thì sẽ nói và hướng dẫn mọi người cụ thể chi tiết hơn. Còn nếu như mà ai ngại ấy, thì mọi người cứ inbox cho thể nha, inbox cho thể chút nữa thì thể sẽ trả lời cho mọi người hiểu. Còn còn bây giờ ấy thì mọi người cứ tập trung vào xem cái livestream này đi, tập trung vào xem cái livestream này và mọi người làm y như những các bước mà thầy hướng dẫn mọi người đó, thì mọi người sẽ bán được hàng, chứ đừng có ngại gì hết. Có gì đâu mình phải ngại, đúng không? Mình không có gì phải ngại hết, trong khi đó mình bán chưa ra đơn mà tại sao mình ngại được, đúng không mọi người? Đó mà thầy nói luôn nè, học là mình học những cái đơn giản nhất đó, những cái đơn giản nhất trên cái Facebook này mọi người phải học ra đơn đã, còn không học những cái cao siêu, không học những cái cao siêu đâu. Và thủy nói luôn mọi người nên nhớ nè, nhiều bạn cũng inbox cho thủy á, nói là học và người này người kia rất là nhiều nhưng mà cuối cùng không biết áp dụng như thế nào, thì mình nên tìm cho mình một người leader nha, để dẫn dẫn hướng các bạn đi đúng con đường thành công của các bạn. Chứ không thể nào mà nhập hàng về mà bỏ các bạn bơ vơ một mình được, không bao giờ có chuyện đó. Và không phải là nhập hàng về xong rồi là nói mọi người là cứ làm theo y như vậy, mà trong khi đó mục tiêu đặt, ví dụ như thế nói nè, đặt mục tiêu đúng không, trong khi đó mọi người chưa bán ra đơn lẻ thì làm như thế nào để mọi người đặt mục tiêu, đúng không? Mọi người chưa biết cách livestream thì làm như thế nào để mọi người đặt mục tiêu, đúng không? Hoặc là chia sẻ những cái giá trị mà những người thành công, có nghĩa là chia sẻ những giá trị những người thành công đi trước, những người thành công đi trước họ họ học xong
họ ghi chép vào một cái tờ giấy như thế này, ví dụ nha, họ ghi chép vào một tờ giấy như thế này, xong rồi họ cho vào một nhóm, xong rồi họ đọc từ A tới Z, nhưng mà cuối cùng mình là người không hiểu gì hết, đúng không? Cuối cùng là mình học xong mình thấy hay thật, nhưng mà cuối cùng là mình không không biết là nên bắt đầu từ đâu đó. Thì nói luôn cái vấn đề này á, rất là nhiều bạn inbox Thủy hỏi nè, có rất là nhiều người inbox Thủy hỏi rồi Thủy cũng trả lời cho mọi người hiểu cái mấu chốt là nằm ở đâu đó. Và thì nói luôn là 30% tương tác, mọi người viết như thế nào để tương tác, đúng không? Ví dụ nè, ví dụ mọi người viết tương tác là như thế nào, ví dụ như là mọi người chơi mini game nè, mọi người live stream nè đó, hay là đặt câu hỏi nè, hoạt động offline nè, từ thiện nè, thì đó đó là 30% tương tác. Mọi người phải viết theo bố cục như thế này thì Facebook nó mới đánh giá mình là một Facebook tốt, một Facebook có lượng tương tác tốt. Và mọi người nên nhớ rằng đừng nên viết bán hàng quá nhiều, nên nhớ rằng như vậy nha. Đó, nếu như Facebook mà không hữu ích á, thì Facebook sẽ đánh giá là Facebook không giá trị đó. Khách hàng phải luôn luôn tương tác với mình để thể hiện như thế nào, để thể hiện cái sự hiện diện này, thể hiện cái sự hiện diện của mình đến với khách hàng. Khách hàng phải là người tương tác. Mình luôn luôn viết những cái tiêu đề, thì ví dụ nha, viết những cái tiêu đề như là như thế nào, ví dụ như là cho mini game đúng không, à, các bạn vào tương tác chia sẻ này, thì mình nên viết là ví dụ như 1.000 phần quà đó, 1.000 phần quà dành cho người nào chia sẻ nhanh nhất đó. Thì mọi người nghĩ đây, khi mình viết như thế đó, mình viết câu đầu tiên như vậy, thì đương nhiên khách hàng sẽ đập vào mắt khách hàng liền, đúng không? Khi mà họ lướt cái Facebook qua đó, họ lướt trên cái bản tin á, thì họ sẽ đập vào mắt liền, thì họ sẽ vào tương tác với mình liền, hoặc là họ sẽ vào chơi game với mình liền, đúng không? Còn mọi người cứ viết là à, hôm nay em có livestream tặng quà cho mọi người, thì đương nhiên khách hàng đọc sơ qua họ sẽ không đập đập vào mắt khách hàng đâu. Nếu như mọi người viết luôn là 1.000 suất quà đang chờ đón những ai là chia sẻ livestream, thì khi mà mình viết như vậy á, khách hàng sẽ đập vào mắt khách hàng, thì đương nhiên họ sẽ thu hút liền. Mọi người nên nhớ là mình chỉ có 2 giây thôi, mình chỉ có 2 giây để đập vào mắt khách hàng, đúng không? Đó, mọi người nên nhớ nè, cái con người của chúng ta đó, cái con người của chúng ta luôn luôn thích thích trả lời, đúng không? Con người của chúng ta luôn luôn thích trả lời, thì mình viết những cái gì liên quan đến họ sẽ trả lời cho mình đó, mình viết những cái gì để mà họ liên quan trả lời cho mình viết những cái câu rất là thông thái, rất là thông thái. Thầy nói luôn rồi đó, những nhiều nhiều người đó, nhiều người thầy vẫn vẫn nói luôn là họ viết rất là hay, họ nói rất là giỏi, nhưng mà mình nên nhớ nè, khi mình vào mình bán hệ thống ấy, thì việc đầu tiên của mình phải là người bán lẻ thực thụ, mình nên bán lẻ thực thụ trước, chứ không phải là mình vào trong hệ thống để mà thấy hệ thống vững mạnh, đúng không? Nhiều người có hệ thống rất là vững mạnh nhưng mà họ không biết đào tạo, thì đương nhiên ấy, cái việc mà họ bán sỉ tốt nhưng mà họ không đào tạo được lẻ thì nó cũng gãy gánh hoàn toàn. Nếu như mà họ bán sỉ tốt thì nhiều người sẽ nghĩ là cái hệ thống nó mạnh hay là như thế nào, nhưng mà họ không đào tạo được bán lẻ nó, thì đương nhiên thì chắc chắn mọi người một điều á, rằng hệ thống đó cũng vẫn gãy và sản phẩm không đi tới khách hàng lâu dài được. Thì thật sự á, nhiều bạn cũng nói có thể như thế này, sỉ bán rất là mạnh đúng không, sỉ bán rất là mạnh, nhưng mà cái việc duy trì hệ thống mọi người duy trì cũng không được, duy trì cũng đứt đứt gánh hoặc là duy trì gãy, nếu như mọi người không có một quy trình để mà mọi người duy trì cái hệ thống đó, thì đương nhiên á thì cũng rất là gãy, đúng không? Ví dụ như một công ty nha, một công ty, mọi người làm việc trong một công ty đi, nếu như mà công ty đó không có quy trình, hay là những công thức, hay là những cái kỷ luật, hay là những kỷ luật công thức quy trình kỷ luật, thì công ty đó có trụ vững được hay không? Mọi người nghĩ đi, mọi người nghĩ cái vấn đề mà thể nói có đúng hay không. Nếu như mọi người nghĩ được như vậy, nếu mọi người nghĩ được như vậy thì đương nhiên ấy, mọi người nên nhớ nè, cái việc của mình nên tìm kiếm một chuyên gia trên Facebook, chuyên gia kinh doanh marketing, thì mình nên học những người đi trước như vậy,
chứ không thể nào mà mình nó có hệ thống đó đó mạnh là mình vào họ sẽ hướng dẫn cho mình hay là họ sẽ bắt đơn cho mình. Làm việc với Thủy thì ít khi mà bắt đơn lắm, thật sự luôn. Bắt đơn á, nó chỉ làm cho con người mình ỷ lại thôi, ỷ lại và không có một cái bước tiến trong cái khát vọng của mình đó. Nên là mọi người nên nhớ rằng việc bắt đơn á, thì cũng ít khi hạn chế lắm. Khi mà vào hệ thống của Thủy á, Thủy hướng dẫn mọi người là bán như thế nào, đăng bài như thế nào, ngày đăng bao nhiêu bài đó, đăng như thế nào để hút khách hàng về, chứ không bao giờ mà có chuyện mà vào là bắt đơn hay là như thế nào đâu. Đào vào hệ thống của Thủy luôn luôn có chương trình đào tạo, luôn luôn có chương trình đào tạo, và không bao giờ, mọi người nên nhớ là chỉ có đào tạo mới là bền vững nhất thôi, chỉ có đào tạo mới 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 hướng dẫn mọi người cách kiếm tiền được, chứ không thể nào mà nói mọi người tự bơi hay là mọi người làm như thế này làm ảo. Thật sự đôi lúc mình cũng thấy nhiều bạn làm ảo lắm, đúng không? Làm ảo là như thế nào? Làm ảo là có nghĩa là vào trong cái nhóm hay là cái zoom ấy, đăng bài bán hàng, đúng không? Đăng bài bán hàng PR chưa dễ hết là đã PR sĩ sĩ rất là mạnh, mà trong khi đó thật sự là không có ông mẹ gì hết á, thật luôn ấy, không có gì hết, nhưng mà PR rất là mạnh, đúng không? Đó gọi là làm ảo đó, mọi người thấy không? Đa số ấy, trong khi đó họ nhập ấy thì họ nhập chỉ có 5 10 thì làm sao mà họ hỗ trợ được cho mọi người, đúng không? Họ hỗ trợ được cho mọi người ấy, thì người ta phải nhập 100, 200, 300, 400 thì đương nhiên họ mới hỗ trợ được cho mọi người và họ hướng dẫn mọi người cách bán hàng tốt. Chứ còn bây giờ họ nhập 5 10 thì làm sao mà họ hỗ trợ cho mọi người được. Và chỉ có đào tạo mới là hướng dẫn mọi người đi bền lâu được thôi. Còn ai mà không đào tạo thì nói thật chứ bán lẻ không ra đơn ấy, thì đảm bảo không bao giờ tuyển được sĩ. Và cách tuyển sĩ như thế nào ấy thì trong livestream này ấy thì luôn luôn nói với mọi người rằng ấy, tuyển sĩ cực kỳ đơn giản nếu như mọi người có quy trình tuyển sĩ. Và quy trình tuyển sĩ như thế nào ấy thì không tiện nói trên cái livestream này, vì cái hệ thống của thị đang phân phối ấy thì nó sẽ khác mặt hàng của các bạn đang phân phối. Và công ty của Thủy á, luôn luôn có những cái chương trình đào tạo cái này đào tạo ấy, thì mọi người nên nghĩ nè, mình đào tạo như thế nào, có nghĩa là họ đã thành công rồi, những người đi trước họ đã thành công rồi, thì đó chỉ là công thức của những người thành công, đúng không? Mình chỉ việc áp dụng theo họ thì mình cũng sẽ, ít nhất mình không tuyển được sĩ thì mình cũng phải bán được lẻ. Mình áp dụng cái công thức thành công ấy thì không bao giờ có chuyện là mình không thành công được. Nếu như mọi người làm sai công thức hoặc là mọi người tự làm theo cái bản năng của mọi người thì đương nhiên mọi người mới đúc kết hoặc là mọi người mới rút ra được bài học. Thì khi mọi người đúc kết hay là mọi người rút ra bài học ấy thì nó sẽ mất một cái số tiền rất là lớn rồi, mất một số tiền rất là lớn rồi. Nên Thủy khuyên mọi người ấy là nếu như mình muốn kiếm tiền nhanh hoặc là mình mới là người đầu tư trong việc kinh doanh online thì mọi người nên chọn những người đi trước. Những người đi trước họ luôn luôn có một kinh nghiệm hoặc là những người luôn luôn trau dồi kiến thức cho mình nè, luôn luôn trau dồi kiến thức cho mình. Hoặc là mọi người nên chọn những cuốn sách như thế này, mọi người đọc rất là hay nè, nghĩ giàu làm giàu nè. Đây, những cuốn sách như thế này mọi người đọc rất là hay. Đó, những người thành công á, người ta luôn luôn đọc sách như thế này nè mọi người. Đó, và ở đâu mà người ta luôn 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 có khách sỉ, luôn luôn có khách sỉ thì đương nhiên cái năng lượng của họ phải cao hơn mọi người, đúng không? Luôn luôn cái năng lượng của họ phải cao hơn mọi người và họ phải hướng dẫn mọi người ra đơn, thì đương nhiên cái việc đó mọi người mới chọn cái người leader của mình, chứ không thể nào mà mình chỉ việc là học học lỗi người khác, học lỗi người khác, cái về là đọc y chang như vậy, đây về cầm tờ giấy đọc y chang như vậy thì đương nhiên không bao giờ mọi người hiểu được cái cốt lõi trong kinh doanh đâu. Cốt lõi trong kinh doanh á thì mọi người phải hiểu rằng ấy, cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở đâu. Mình suốt ngày mình qua Facebook người ta copy, đúng không? Suốt ngày qua Facebook người ta copy, trong khi đó mình không hiểu rằng vì đang họ phải làm như vậy, vì đang họ bán được hàng, trong khi đó mình cũng copy y như vậy nhưng mà mình không bán được hàng.
Thì đương nhiên ấy, mọi người nên nhớ rằng ấy, mọi người nên nhớ rằng họ phải có một cái gì đó thì họ mới thành công được. Không ai mà thành công mà đơn giản mà như mọi người nghĩ đâu, đúng không? Rồi để quay lại cái vấn đề content nha. Hồi nãy giờ nói chuyện ngoài à. Nên là bây giờ thì quay lại vấn đề content nha. 30% chia sẻ thì mọi người tương 30% tương tác thì mọi người sẽ tương tác mini game này, live stream này, đặt câu hỏi. Thì cái thông thường ấy, con người của chúng ta đó luôn luôn thích thích trả lời những câu hỏi, đúng không? Luôn luôn là thích trả lời những câu hỏi hoặc là thể hiện sự thông thái của chúng ta, đúng không? Ví dụ như là Thủy đăng một cái status là các bạn ơi, bây giờ là Thủy muốn mua bảo hiểm, đúng không? Muốn mua bảo hiểm hay là Thủy muốn làm tóc? Thủy muốn làm tóc đó, thì mọi người biết cái salon nào mà làm chất lượng hay không? Thì đương nhiên khi mình đặt câu hỏi như vậy ấy thì Facebook sẽ tương tác rất là tốt, rất là tốt. Ví dụ như vậy, thì vì bởi vì con người đang rất là thích trả lời, rất là thích thể hiện sự thông thái, đúng không? Nên là họ sẽ bay vào họ trả lời salon ở đường đó làm tốt lắm em. Chị vào salon đó chị làm tóc rất là chất lượng. Thứ nhất là thuốc 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 làm tóc chất lượng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái khâu chăm sóc của họ ấy, làm rất là tốt. Đó. Thì họ sẽ như thế nào? Thì khi mà người ta sẽ nghe, người ta sẽ vào Facebook của mình, thì Facebook của mình có nhiều lượng tương tác, đúng không? Nhiều lượng tương tác thì đương nhiên Facebook nó sẽ đánh giá là một Facebook tốt. Đó, mọi người nên nhớ rằng như vậy. Đó, hoặc là ví dụ như là mọi người nói là mình muốn mua bảo hiểm nè. Các bạn nghĩ sao về bảo hiểm? Thì bảo hiểm nào đang là lựa chọn cho những gia đình? Đó, ví dụ như vậy thì mình viết content về bảo hiểm 30% tương tác. Đó, mọi người nên chọn những cái vấn đề nào mà đang hot nhất nha, đang hot nhất. Thì mọi người viết theo cái chủ đề hot trend cũng được. Hot trend nhé, thì ví dụ như là Ngọc Trinh nè, hay là Hồ Hà nè, hay là đánh ghen ngày đó, hay là như thế nào đó, thì mọi người viết theo cái, mọi người bu trend nhé, bu trend, mọi người viết theo cái trend của đang có hiện tại ấy. Mọi người bu trend, mọi người viết theo cái trend đó thì đương nhiên lượng tương tác rất là tốt, đúng không? Đó, mọi người viết theo như vậy ấy thì đảm bảo mọi người tương tác rất là tốt và Facebook đánh giá là một Facebook tốt. Đó là 30% tương tác nha. Và tiếp theo á sẽ là 20% bán hàng. Mọi người comment đi, mọi người comment là 20% bán hàng đi. Mọi người chỉ cần viết theo công thức y như vậy. Và mọi người nên nhớ nè, những cái việc gì á mà Thủy nói trên cái livestream này á thì mọi người nên làm. Nên làm đi làm lại, lặp đi lặp lại. Thì nó mới có kết quả. Không bao giờ mà nói một lần mà nó có kết quả liền đâu nha. Và Facebook bây giờ ấy thì mọi người luôn luôn có cái trang của Facebook. Facebook luôn luôn có cái trang của Facebook nha. Mọi người hiểu trang là gì không? Mọi người hiểu trang là gì không? Trang đó là có nghĩa là mình bu theo trang đó mọi người. Trang là những cái gì mà hot nhất trong ngày, trong tháng nè. Đó, ví dụ như Trường Giang, Nhã Phương nè. Đó, hay là Trấn Thành, Hollywood này đó, mọi người viết theo cái trend đó thì đương nhiên ấy lượng tương tác của mọi người rất là tốt nha, mọi người nhớ rằng điều đó nha. Đó, xong rồi mọi người viết 20% bán hàng. 20% bán hàng ở đây là mọi người nên viết cái gì, trong cái 20% bán hàng đó? Đây, đây là cái chủ đề mà mọi người đang quan tâm nhất, đúng không? Vì ai cũng bán hàng hết, ai cũng bán hàng hết, đúng không mọi người? Ai bán hàng hết, và chủ đề 20% bán hàng, 20% bán hàng như thế nào đó. Chào anh Mai Văn Hải nha, chào anh Mai Văn Hải nha. 20% bán hàng. Em chào chị Mộc Thủy nha. Chị Mộc Thủy thì thật sự là em chưa gặp ở ngoài, nhưng mà trên Facebook ấy thì trên Facebook thì em cũng có lướt sơ qua, em coi cái Facebook của chị và em cũng có nghe anh Mai Văn Hải kể về chị rất là nhiều. Luôn luôn khen chị là một người có năng lượng, đúng không? Thật sự thì chị em mình khi nào ấy gặp ở ngoài ấy thì
Em cũng chưa gặp chị ở ngoài nhưng mà thấy trên Facebook chị là một người rất là năng lượng và luôn luôn là được anh Hải khen rất là nhiều. Một người rất là năng lượng và trong team của anh Hải luôn luôn có chị, luôn luôn là một người tương tác rất là tốt và chị luôn luôn được anh Hải khen rất là nhiều, thật sự luôn. Từ lúc mà AC1 một up ấy thì em chưa thấy ai mà anh Hải khen nhiều như chị đâu. Em nói thật, tới nỗi mà khen tới nỗi mà em nhớ tên chị luôn đó. Chứ em cũng chưa kết bạn Facebook của chị, nhưng mà thật sự anh Hải khen nhiều quá đến nỗi mà em phải nhớ tên chị giống tên em. Cứ hễ mà mỗi lần nhắc tới chị Mộc Thủy là em nói là cái chị mà anh hay vào khen đúng không? Anh hay vào khen đúng không? Thì anh nói là đúng rồi, chị nói đó, tên cùng giống tên em đó. Trinh luôn cho em vô hội với, ok em bấm vào group đó đây, em bấm vào cái group đó thì chút nữa chị sẽ phê duyệt nha. Đó, quay lại cái vấn đề mà nó 20% nha, 20% bán hàng và cái chủ đề bán hàng như thế nào để mà mình bán hàng tốt, chủ đề bán hàng như thế nào để mình bán hàng tốt đúng không? Thì mình nên nha đăng bài hàng đi hàng về và mình nên đăng những cái status như thế nào hàng đi hàng về đúng không? Thì cũng khuyên mọi người luôn luôn là lồng ghép những câu chuyện của mọi người vào, luôn luôn lồng ghép những câu chuyện của mọi người vào, ví dụ như là cái cá nhân của mọi người hay là cái câu chuyện gia đình của mọi người hay là những cái câu chuyện mà mọi người chăm con vất vả này, nhưng mọi người vẫn là đăng bài hàng đi hàng về đó. Mọi người thấy không, khi mình viết câu chuyện á thì đương nhiên khách hàng luôn luôn thích thích rất là thích nghe câu chuyện của mình, không có ai mà không thích nghe câu chuyện của mình đâu, trừ khi mọi người viết một câu chuyện mà nó không liên quan đến cá nhân của mọi người ấy, thì khách hàng ít khi vào bình luận. Nhưng mà mọi người viết về câu chuyện cá nhân của mọi người thì đương nhiên á, thứ nhất này ba thứ nhất ấy là ví dụ như bao nhiêu phần trăm người lạ vào bình luận và bao nhiêu phần trăm người quen gia đình vào bình luận đúng không? Thì đương nhiên là cái lượng tương tác của mọi người rất là cao, mọi người bán hàng cũng vậy, 20% bán hàng thì mọi người nên viết về hàng đi hàng về nè đó, soạn hàng nè, chụp hình shipper qua nè đó, rất là nhiều rất là nhiều. Hai chị em được phê Mộc Thủy, em lại khiến chị hâm mộ đó nha, hôm qua chị thích cái album album trao yêu thương, album trao yêu thương đó là album trao yêu thương đó cũng là nhờ anh Hải, cũng là nhờ anh Hải bài em đó chị. Chứ thật sự là anh Hải tham gia cái MMO là rất là lâu rồi và ảnh cũng đi học mà quản lý đội nhóm nè hay là cách bán hàng nè, ảnh đi học trước em rất là nhiều, ảnh đi học những người diễn giả nè, những người mà nói chung là những người rất là nổi tiếng ở Hà Nội với Hồ Chí Minh, thì ảnh học về ảnh bày em lập album nè, lập album như thế nào nè hay là cách bán hàng như thế nào nè, ảnh bày em từ A tới Z trước. Xong rồi ấy, thật sự người nhà bày ấy thì không bao giờ nghe đâu, không bao giờ nghe. Nhưng mà sau này cái em tham gia vào hệ thống bán hàng của em ấy thì cái chị giám đốc ấy chị cũng đào tạo y như là anh Hải bài em, cũng bởi vì là những người nổi tiếng, những người diễn giả đó họ luôn luôn có một cái quy trình giống nhau hết nên họ bài giống nhau hết. Nhưng mà anh Hải đi học về anh Hải bài em thì em không có nghe tới. Xong rồi thì em vào cái hội bán hàng của em ấy, công ty bán hàng của em thì em học chị giám đốc cũng y như anh Hải bài đó, xong rồi em mới lập cái album trao trao yêu thương đó, em lập y cái album đó luôn. Thì rất rất là nhiều người quan tâm nhưng mà rất là nhiều quan tâm nhưng mà thật sự là mình bán hàng mà mình cứ 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 việc là nội sáng ra soạn hàng tối lại soạn hàng hay là mình có rất là nhiều việc bận nay là chưa tìm được hay là chưa viết, mình mỗi lần up vào cái album trao giá trị nhận yêu thương đó là mình phải tự viết luôn nha, tự viết chứ không bao giờ mà em copy của một ai khác. Trường hợp mà copy á chỉ là 30% thôi,
còn lại là em tự viết. Nay là cũng rất là nhiều người quan tâm, và em cũng nhờ anh Hải bày em đó chị, tất cả là cũng nhờ ảnh bày em một phần nữa, chứ không mà em cũng không giỏi như ảnh đâu. Ảnh rất là giỏi thật sự ấy, thật sự rất là giỏi, nhưng mà người trong nhà thường thường là ít khi mà nghe lắm. Chào chị Lê Thị Loan nha, chào chị yêu, chào anh Lê Dũng nha, chào hết tất cả mọi người nha. Mọi người coi livestream này á, mọi người chia sẻ giúp em nha, chia sẻ thật nhiều vào hội và trang cá nhân đây, mọi người chia sẻ, biết đâu những người bán hàng biết đâu những người bán hàng ấy là đang gặp phải vấn đề bán hàng không ra đơn đi, thì mình chia sẻ như thế này á thì cũng giúp ích thôi. Ví dụ như mình chia sẻ thì mình không mang lại giá trị gì, nhưng mà ngược lại mình đi làm những điều tốt nè, những điều tốt để cho mà những người bán hàng ấy họ vào họ xem. Ví dụ như họ cũng gặp phải vấn đề là bán không ra đơn, thì khi mà họ xem livestream của Thủy á, họ có cái động lực hơn, hoặc là họ có biết thêm những cái gì để họ sửa, hoặc là họ thêm, họ bớt vào công việc bán hàng của họ tốt hơn. Chị thấy em viết rất chất lượng. Em viết chất lượng cũng bởi vì như thế này luôn, em chia sẻ cho chị luôn là em viết chất lượng cũng bởi vì như thế này. Em ngày xưa là một người rất là ít đọc sách, không bao giờ mà đọc sách luôn, nhưng mà từ ngày anh quen anh Hải nha, từ ngày quen anh Hải, lúc đầu quen ấy thì anh Hải cũng hướng dẫn cho em đọc sách, nhưng mà em cực kỳ ghét. Nhưng mà sau này mình làm việc năng lượng hơn và mình tiếp xúc nhiều người hơn ấy, thì mình thấy họ rất là giỏi về cách ăn nói, về cách giao tiếp. Nhưng mà mình luôn luôn viết những cái bài mà cứ lặp đi lặp lại, những cái câu, cái từ ngữ của mình nó cổ hủ lắm, cổ hủ cực kỳ luôn, mà cái câu từ của mình nó quê mùa lắm mọi người ơi. Nên là từ khi mà gặp anh Hải á, anh Hải hướng dẫn cho em đọc sách như thế này nè, đọc sách như thế này nè, rất là nhiều cuốn sách, thật một kho, một tủ sách luôn. Xong rồi là khi mình đọc sách xong ấy, thì mình có những ngôn từ tốt để mà mình viết được cái những status mà trong cái album của mình, trao giá trị, nhận yêu thương đó, đó mình viết, mình đăng vào. Thì toàn bộ là nhờ đọc sách hết mọi người. Nếu như mọi người muốn viết được status hay, hay là giá trị, hay là chất lượng ấy, những cái ngôn từ của mình phong phú ấy, thì mọi người nên đọc sách như thế này nè. Đó, đọc sách Nghĩ Giàu Làm Giàu nè, hoặc là mọi người chọn những cuốn sách mà về công việc kinh doanh nè, hoặc là về cái môi trường của mình đang sống ấy, thì những cuốn sách đó bày cho mình viết rất là tốt luôn ấy. Ngày xưa viết như con nắm luôn, viết bán hàng mà cứ hôm nay hàng về, ai muốn kiếm tiền thì inbox Thủy, cứ hỏi câu đó luôn, cứ hỏi miết câu đó luôn. Và trong khi đó cũng viết y như vậy luôn, không biết viết gì hay. Xong rồi cuối cùng là đọc đọc sách đọc sách đọc sách cuối cùng là rút ra kinh nghiệm là viết được như thế nào. Và luôn luôn nè, mỗi khi đọc sách là em luôn luôn viết ra một cái tờ giấy như thế này đó, viết ra mình mới nhớ mọi người. Vì khi mình làm việc ấy, mình đọc là một phần, nhưng mà mình viết ra thì đương nhiên cái não mình mới nhớ, chứ còn mình chỉ đọc sơ qua xong rồi mình nói mình nhớ rồi thì không bao giờ. Mọi người nên nhớ này, cái não nó phải đi liền cái tay đó, cái não phải đi liền cái tay, thì đương nhiên ấy việc mình viết ra thì mình sẽ nhớ. Còn ai cũng nói là đọc sơ qua lần là nhớ rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cái não và đi cái tay cũng giống như mọi người ăn đó, thì mọi người nói là trong não mình là nên gấp cái gì thì đương nhiên cái tay mình cũng gấp y như cái món đó, thì mình mới nhớ là mình gấp cái gì, đúng không? Hoặc là mình đi chợ cũng như vậy, thì cái tay mình phải hoạt động thì mình mới nhớ, chứ không bao giờ mà mình nhớ được đâu, mà mình nói không thì không hề nhớ luôn. Nên là đọc sách cũng phải viết ra nè đó, cách bán hàng xong cũng viết ra, thật sự luôn, chia sẻ hết cho mọi người luôn ấy, không có gì mà giấu giếm hết, đúng không? Ngày xưa đó mà mình nói chứ, chia sẻ như thế này ấy thì mọi người biết hết, nhưng mà người dám cho đi ấy thì mới là người giàu có nhất, đúng không? Người dám cho đi mới là người giàu có nhất. Nên là không bao giờ giấu giếm mọi người một cái gì hết. Mọi người bán hàng tốt thì mọi người nhớ tới Thủy, đúng không? Còn ai bán hàng chưa tốt thì mọi người cứ áp dụng, hoặc là mọi người
inbox cho thầy sư hướng dẫn và đồng hành cùng mọi người bán hàng tốt, chứ không ai mà giỏi hết, không ai sinh ra đã giỏi hết đâu. Cảm ơn chị Lê Thị Loan nha, cảm ơn chị. Đó, chị Lê Thị Loan cũng là một người trong hệ thống là cô mà cũng là theo dõi Thủy rất là lâu đó, mọi người thấy không? Trong khi đó muốn bán hàng tốt thì mình cứ đi theo, mình học hỏi những người mà bán tốt thì đương nhiên thì mình sẽ bán tốt thôi, chứ không có gì cả. Tất cả những người thành công họ luôn luôn có quy trình hết, còn mình không có quy trình, mình làm bằng bản năng ấy, thì đương nhiên cái tiền của mình bỏ ra đó, hoặc là cái tuổi đời của mình trải đời, mình trải ra một khoảng thời gian rất là sâu xa, rất là mệt đó. Mình cứ đi theo những người thành công thì đương nhiên chắc chắn mình cũng sẽ thành công thôi. Nếu như mọi người không thành công 100% thì thầy cũng đảm bảo mọi người thành công hết 50 đến 70%, chứ không thể nào mọi người đi theo họ mà mọi người không học hỏi được một cái gì. Và thầy nói luôn nè, mình đi theo người thành công ấy thì mình học hỏi được, nhưng mà cái năng lượng của mọi người đi tới đâu thì cái năng lượng nó sẽ vào như vậy. Nếu như mọi người đi theo người thành công nhưng mà cái năng lượng của mọi người không bỏ vào, không trau dồi thêm hay là không thay đổi, thì cái năng lượng của mọi người thu vào thì cũng sẽ bằng cái năng lượng mọi người đi ra, cũng y như vậy thôi, không có khác gì hết chứ. Mình phải thay đổi tư duy, mình thay đổi cái mindset trong cái đầu mình thì mình mới làm việc tốt, đúng không? Thôi quay lại bán hàng nè, quay lại bán hàng nha. 20% bán hàng là hàng đi hàng về đó. Xong rồi là mọi người nhớ viết câu chuyện của mọi người vào, ví dụ như mình vừa chăm con nhỏ nhưng mà mình vừa soạn hàng đó, hay là mặc dù trời nắng trời mưa nhưng mà mình vẫn ship hàng đều đều đó, nhưng mình nhớ nên viết câu chuyện như thế nào để thu hút nha. Cách viết câu chuyện thì hệ thống của thủy sẽ hướng dẫn từ A tới Z, còn thủy nói trên cái livestream này ấy, thì thầy sẽ hướng dẫn mọi người cách chung thôi, chứ không thể nào mà mình nói hết được rất là lâu, đúng không? Mình phải có một quãng thời gian làm việc, quãng thời gian làm việc chung với nhau thì mình đi với nhau lâu dài ấy, thì thầy mới nói hết ra được. Còn trên livestream này ấy, thầy sẽ hướng dẫn chung quy mọi người để mọi người còn mọi người việc của mọi người tư duy nữa nha, việc của mọi người phải tư duy nữa thì mọi người mới làm việc tốt được. Còn nếu như mọi người chưa biết cách làm như thế nào ấy, mọi người inbox cho thầy trực tiếp luôn đi. Inbox trực tiếp là cách tốt nhất nha. Rồi ok, tiếp theo là 10% nè. Đó, mọi người viết theo bố cục như thế này nha: 4321, 10% feedback nè. Đó, rồi feedback mình phải đăng như thế nào? Feedback mình phải đăng như thế nào để mà hút khách hàng về nè? Feedback đăng như thế nào, chứ không phải là mọi người đăng feedback là bây giờ ấy, feedback ấy là mọi người tự đăng ấy, nó sẽ là cổ hủ rồi, rất là cổ hủ. Nếu như mọi người nhờ một người thứ ba đăng feedback trực tiếp qua tang tên mọi người ấy, thì cái việc đó sẽ rất là thu hút khách hàng cả hai bên lặng. Thứ nhất là thu hút khách hàng của bên người đăng đó, người đăng ví dụ như thủy thủy bán hàng, đúng không? Thủy phải đăng bài feedback rất là nhiều thì cái người khách hàng mới biết tới thủy, đúng không? Nhưng mà chỉ cần bạn của mọi người, bạn của bạn bè nè, hoặc là em của người thân nè, em của chị nè, đó, chỉ cần em bà con nè đăng đăng feedback nói là từ ngày sử dụng sản phẩm như thế này, từ ngày sử dụng sản phẩm như thế này thì mình đã rụng tóc, đỡ rụng tóc rất là nhiều. Nếu như mà mình bỏ ra số tiền rất là nhiều, mình mua đủ thứ loại sản phẩm để mình sử dụng nhưng mà không hiệu quả, nhưng mà từ ngày gặp Thủy thì Thủy hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm online như thế này, đỡ rụng tóc hẳn, và tag tên Thủy luôn nha, cho hiển thị trên dòng cá nhân đó, dòng thời gian, và đăng bài ở chế độ công khai, thì đương nhiên cái người thứ ba đó họ sẽ rất là thu hút khách hàng về. Còn việc mình đăng ấy, tự thủy đăng lên thì rất là bình thường, rất là cổ hủ rồi, đúng không? Luôn luôn người thứ ba rất là quan trọng, mọi người nên nhớ nè, người thứ ba rất là quan trọng. Vì ví dụ như em họ nha, ví dụ như em họ của một người khách hàng của thủy,
họ không biết về Thủy, nhưng mà họ chỉ cần tin vào cái người người chị đó, tin vào người chị đó. Người chị đó chỉ việc là đăng feedback lên phản hồi về sản phẩm này, sử dụng xong đổi động tác hiệu quả, thì em của người đó chỉ cần tin vào cái người đó, xong rồi họ sẽ tự inbox mua mua hàng ở bên Thủy luôn. Thủy không cần phải quảng cáo rất là nhiều, không cần bỏ ra chi phí rất là nhiều nè, không cần phải chạy quảng cáo hay là không cần phải live stream nhiều, chỉ cần người thứ ba thôi, họ chỉ cần tin người thứ ba thôi, thì đương nhiên có việc mua hàng rất là tỷ lệ rất là cao, tỷ lệ rất là cao. Đặc biệt là họ tin vào cái người đó chứ không phải là họ tin vào Thủy đó. Mọi người nên nhớ rằng người thứ ba rất là quan trọng. Mạng nhà chị chỉ xem được chập chờn. Ok chị, livestream này ấy, em có giữ lại nên chị cứ việc vào sau xem, nhưng mà mình xem luôn trên cái livestream này nó nóng hổi hơn, còn vào sau xem thì chị khi nào rảnh thì chị cũng vào sau xem được đó. Và đó, khách hàng tăng tên BR cho mình đúng không? Khách hàng tăng tên BR cho mình đó, content phải tạo ra tương tác bán hàng đó, khách hàng nhận xét về mình thì tính chân thật rất là cao. Mình nên viết bài 10% feedback như thế này á, thì một ngày mình nên viết một bài thôi, một ngày mình nên viết một bài, và mọi người nên giới hạn cái thời gian ra, giới hạn cái thời gian ra. Ví dụ như là hôm nay là mình viết là 30 đến 40, ví dụ như một hai bài về chia sẻ đúng không, một hai bài về bán hàng. Và mình nên chọn những cái khung giờ để mình đăng nha, chọn những khung giờ để mình đăng, đăng như thế nào để hợp lý, những khung giờ nào mà người ta, khách hàng hay là những người công sở nghỉ ngơi nè, họ có thể lướt Facebook được nè. Mình livestream cũng như vậy, cũng chọn những khung giờ hợp lý đó, khách hàng coi được, lướt Facebook được, mình nên đăng. Đăng những khung giờ ấy mà khách hàng không lướt Facebook được ấy, thì mọi người nghĩ đây, Facebook nó hạn chế, nó sẽ cho những cái bài mới đăng đầu tiên ấy, đăng những cái bài mới đăng đầu tiên hiển thị lên dòng bảng tin trước. Còn những người mà đăng cách đây 3 4 tiếng rồi ấy, thì cái bảng tin của mình sẽ lùi về phía sau, lùi về phía sau, thì cái tiếp cận khách hàng ấy, tiếp cận khách hàng của mình nó bị hạn chế lại. Nên mọi người chọn những khung giờ như thế nào, ví dụ như giờ trưa tầm 11 giờ đi, tầm 11 giờ đúng không, mọi người đăng bài đó. Ví dụ như những người làm công sở này, 11 rưỡi người ta sẽ tăng ca, người ta sẽ tăng ca nghỉ trưa đúng không, người ta sẽ cầm Facebook lướt được, hoặc là người ta đi ăn, người ta sẽ cầm cầm điện thoại người ta lướt, thì đương nhiên mình đăng cái giờ đó sẽ tiếp cận khách hàng hơn. Hoặc là những cái giờ mà ví dụ như Thủy live stream đây, Thủy live cái giờ 8 rưỡi đúng không, 8 rưỡi thì đương nhiên mọi người nghĩ đây, 8 rưỡi thì đương nhiên rằng ấy là mình đã ăn cơm xong, mình đã tắm rửa xong, hoặc là mình đã cho con cái xong đúng không, cho con cái ăn, con cái ngủ, hoặc là nó sẽ nằm bên cạnh mình chơi, mình vừa chơi với nó mình vừa lướt cái điện thoại của mình, thì đương nhiên là mọi người live stream cái giờ này ấy cực kỳ tương tác rất là nhiều. Hoặc là cái giờ trưa đó, thì giờ trưa thì mới nói mới nãy đó đó, mọi người nên nhớ đó. Chị đã xem nhưng vẫn đang coi nè, ok chị coi luôn cho nóng nha. Đó thì có rất là nhiều bài học hay cho mọi người đó, 10% feedback đó mọi người đăng lên tường rồi, ok chưa. Mọi người nên tách tách cái bài của mình ra nha, ví dụ một ngày mình đăng một bài chia sẻ về bán hàng nè, đăng ít, hạn chế đăng bài bán hàng. Ví dụ mọi người đã có thương hiệu rồi thì mọi người đăng bài bán hàng ấy là bình thường, nhưng mà mọi người nên nhớ nè, mình nên xen cả Thủy đăng bài bán hàng, ít khi mà Thủy đăng về tác dụng công dụng sản phẩm lắm, ít khi mà Thủy đăng những cái như vậy lắm, đăng những như vậy thật sự là rất là cổ hủ. Mà nhiều 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 hệ thống nha, Thủy thấy BR rất là kinh khủng, mà qua qua tường cá nhân của mọi người ấy thì thấy mọi người đăng bài rất là cổ hủ thật sự luôn ấy, cổ hủ thật sự, không biết là mọi người có ra đơn hay không chứ thật sự thấy mọi người đăng bài cực kỳ cổ hủ, đăng một cái cốt nguyên một 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 trang dài như thế này nè, một trang dài như thế này, nói nào là công dụng rồi thành phần rồi xuất xứ sản phẩm, thì sản phẩm nào chả tốt đúng không, công ty nào chả tốt, chả BR sản phẩm tốt. Nhưng mà mọi người nên nhớ mình đang đăng lồng ghép cái cuộc sống mình vào
đó cuộc sống mình vào, hay là mình đi chơi nè, mình đem theo sản phẩm mình đăng lồng ghép vào đó. Mọi người nên nhớ làm như vậy nha. Và mọi người nên nhớ nè, chủ đề mình viết bài á, chủ đề mình viết bài là như thế nào. Ông nghèo ông nghèo kể khổ nè, ông nghèo kể khổ ví dụ như thế nào. Ví dụ như là từ ngày xưa là mình chỉ là người bán vé số, ví dụ như vậy. Ngày xưa mình chỉ là người bán vé số thôi đúng không? Xong rồi là từ khi mà mình gặp ví dụ như gặp một người leader của các bạn đây, một người leader của các bạn trao cho các bạn một cơ hội để mà các bạn tiến thân như bây giờ, ví dụ như mua được chiếc xe SH đây, ví dụ như vậy. Thì mình viết những cái content là ví dụ như ông nghèo kẻ khổ như vậy nha. Hoặc là không không cần nói chỉ sâu xa, ví dụ như là nhiều bạn đó gặp Thủy nè, không cần nói sâu xa là tháng kiếm vài trăm triệu, không cần nói gì sâu xa, chỉ cần mình đánh vào trọng tâm của người mình cần, tiến sĩ á đó. Tiến sĩ ví dụ như mình đánh vào trọng tâm là từ khi mình bán hàng online á, là mình mua được bỉm sữa tốt cho con nè đó, hoặc là mình dẫn con đi siêu thị chơi nè, đơn giản như vậy thôi, không cần phải là màu mè tháng kiếm vài trăm triệu đâu, không cần phải như vậy đâu. Mọi người BR quá lố là khách hàng sẽ cảm nhận là không có tính chân thật, không có tính chân thật, không có tính cuộc sống của mình đó, nên là họ sẽ thấy mình BR quá đó. Mình nên nói những cái gì mà chân thật thôi, ví dụ như là mình kiếm được tiền mua bỉm sữa Nhật nè, sữa Nhật nè, hay là bỉm Nhật cho con nè, đó rất là tốt nè, hay là sữa Mỹ nè đó. Những cái mà đơn giản hàng ngày mình gặp phải, hàng ngày mình tiếp xúc, thì đương nhiên á, cái tính khách hàng của mình ấy, nó sẽ thu hút vào hơn, và họ sẽ cảm nhận được là cái tính chân thật đó, mọi người thấy không? Chứ không phải là mọi người viết tùm lum đâu, mọi người viết tùm lum đó là đọc vào nó thấy ảo lắm, mà mình làm những cái việc mà ảo ảo thì nó sẽ không bao giờ nó bền lâu được đúng không? Ảo thì làm sao bền lâu được, mọi người có thấy không? Làm cái gì phải chân thật thì đương nhiên nó kết quả nó mới duy trì cho mình được, còn mình làm ảo thì đương nhiên mình không bao giờ mang lại kết quả lâu bền được. Ví dụ như kết quả nó cũng cũng sẽ đến, nhưng mà nó chỉ đến trong một khoảng thời gian nào đó thôi, khoảng thời gian nào đó. Thủy ví dụ nha, Thủy ví dụ như thế này, ví dụ như thế này, Thủy bán sản phẩm giảm cân đi, Thủy bán sản phẩm giảm cân nè, đây, ví dụ như sản phẩm của các bạn không tốt, các bạn uống vào không giảm, nhưng mà giả đò là cân 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 cái bằng cân, cân lên cái bằng cân, xong rồi mọi người đặt đặt cục đá lên, đặt cục đá lên là trước và sau khi dùng cũng y cái số cân nặng như vậy, nhưng mọi người lấy cục đá đi, thì cái việc đó là cái việc làm ảo. Và làm ảo thì đương nhiên ấy, khách hàng không bao giờ cảm nhận được, và đương nhiên cái quy trình của mình đi về sau không bao giờ hiệu quả được, mọi người thấy không? Nên cái việc làm ảo nó sẽ không duy trì kết quả của các bạn mang lại. Thấy nó thật sự, mọi người làm cái gì cũng vậy, mình làm cho đúng công thức, đúng quy trình thì nó sẽ duy trì được thế hệ này qua thế hệ kia nha mọi người. Đó đó là điều mà Thủy muốn hướng đến mọi người, không không nên BR hàng thì về quá nhiều, mà trong khi cái cá nhân của mọi người á, Facebook cá nhân thì nó như cái đống rác đó, như đống rác, hoặc là cái Facebook cá nhân của mọi người không chuyên nghiệp, mà mọi người BR hàng về quá nhiều thì đương nhiên cái việc làm ảo đó họ sẽ biết được liền, không bao giờ họ không biết được đâu. Khách hàng rất là tinh tế, rất là thông minh, không bao giờ họ không biết được. Mọi người có thấy đúng không? Nếu như mọi người thấy đúng, mọi người comment đúng cho Thủy đi. Rồi ok, nói tiếp nha. Ui, nói tiếp nha mọi người. Đây, ông nghèo kẻ khổ được chưa? Đó, đó. Thì sẽ rất là nhiều người thu hút, và chủ yếu á, là mình là ông nghèo kẻ khổ. Để bình luận nha, ông nghèo kẻ khổ. Đó, ông nghèo kẻ khổ. Thật sự luôn ấy, mọi người làm y theo công thức Thủy hướng dẫn ấy, đảm bảo mọi người có một cái Facebook rất là chuẩn. Đây, ông nghèo kẻ khổ chủ yếu là như thế nào? Chủ yếu là mình setting vào cái tư duy khách hàng ấy, setting vào tư duy khách hàng là mình setting vào là cái câu này nó từ khó đi lên,
Đúng không? Mình setting vào cái tư duy khách hàng này, nó từ bán hàng nó đi lên, và cái mức gia nhập của nó là chỉ từ vài triệu thôi, 1-2 triệu thôi, nhưng mà nó đi lên tới bây giờ thì mình có nên inbox cho nó để mình giống như nó hay không đó. Mình setting vào khách hàng, mình setting vào trong cái tâm trí của khách hàng đó, suy nghĩ của khách hàng là mình là một người từ khổ đi lên đó, mọi người ông nghèo thì khổ nha. Hoặc là chủ đề tranh cãi nè, chủ đề tranh cãi thật sự nó nãy trừ rất là tốn, rất là mệt, nó rất là mệt. Nhưng mà mọi người luôn luôn mọi người tương tác cho thủy đi, mọi người tương tác cho thủy đi, chứ mọi người ngồi mọi người nghe không ấy thì không có động lực để mà nói đâu. Mọi người muốn biết được nhiều giá trị hơn ấy thì mọi người tương tác đi, tương tác để thủy thấy mọi người chứ, đúng không? Thấy mọi người tương tác, mọi người có năng lượng thì mình mới nói tiếp chứ, chứ còn mình nói mà mọi người không tương tác, mọi người chỉ ngồi nghe không ấy thì thấy không có năng lượng mà thủy truyền đạt tiếp đâu mọi người nha. Mọi người tương tác đi, mọi người comment xuống những cái vấn đề mọi người đang gặp phải, ví dụ như là tìm yếu khách hàng tiềm năng nè đó, hay là mọi người làm như thế nào để mọi người không ra đơn nè, hay là nhiều nhiều bạn bán hàng bị bom hàng nhiều quá nè đó, hay là chốt xong khách hàng nhưng mà khách hàng không trả lời hay là như thế nào đó, mọi người comment xuống đây thì sẽ hướng dẫn mọi người từ A tới Z, đúng không? Dễ chi mà livestream mà có người tư vấn cho mình, đúng không mọi người? Nên mọi người đừng có ngại về vấn đề tư vấn. Thật sự hồi nãy chỉ là nhận inbox quá nhiều trong tin nhắn nè, mọi người hỏi thủy là cách bán hàng như thế nào nè, mọi người trong tin nhắn mọi người đã inbox cho thủy rồi, nhưng mà mọi người ngại comment, đa số ai cũng ngại comment, đúng không? Ngại của mình rất là nhiều. Đây, tiếp theo là mọi người gây chủ đề tranh cãi nha. Chủ đề tranh cãi nè. Đó, ông này phải khổ xong là mọi người viết về chủ đề tranh cãi. Đây, chủ đề tranh cãi. Ví dụ như là chủ đề tranh cãi, ví dụ như là mọi người đang mình đang cho con bú đúng không, nhưng mà mình đang bú sữa công nghiệp hay là bú sữa mẹ, thì đương nhiên chủ đề tranh cãi đó hút khách hàng rất là nhiều, hút vào lượng tương tác rất là nhiều, tranh cãi rất là nhiều đó. Hoặc là bảo hiểm, mình nên mua bảo hiểm gì đó, chủ đề tranh cãi rất là nhiều, nhiều cái để viết lắm, nhiều cái để viết lắm mọi người đó nha. Rồi chủ đề đánh ghen nè, đó đánh ghen. Đây, một cái chủ đề mà thủy cần 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 hướng mọi người đi tới á, mọi người viết bất cứ cái gì cũng được, có rất là nhiều chủ đề nhưng mà thủy không tiện nói trên cái livestream này nha, nhưng mà thủy muốn hướng mọi người cách viết như thế nào để mọi người viết tốt nè. Khi mọi người muốn viết tốt ấy thì mọi người phải có mở bài, thân bài, cách bài, đúng không? Ba cái đó luôn 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 mọi người phải có. Và mọi người nên viết một cái gì đó đưa ra cái hướng giải quyết, đưa ra hướng giải quyết hoàn toàn, chứ không phải mình viết mà mình kết thúc bằng cái cục đuôi ấy, mọi người hiểu không? Thủy nói những cái từ ngôn ngữ rất là bình thường để mọi người dễ hiểu đó. Mình viết mình nên đưa ra cái chủ đề cuối cùng là mình đưa ra cái hướng giải quyết, thì đương nhiên mọi người sẽ đánh vào tâm lý khách hàng rất là tốt. Còn mọi người viết mà mọi người không đưa ra hướng giải quyết, mọi người viết cục đuôi, không không đưa ra kinh nghiệm của bản thân, hay là không đưa ra những cái lời khuyên ấy để gây tranh cãi, hay là những cái lời khuyên để mà mọi người để cho khách hàng đọc xong, khách hàng bình luận ấy, thì rất là khó tương tác. Nên là mọi người viết bất cứ chủ đề gì cũng vậy, chủ đề đánh ghen hay chủ đề ông nghèo kể khổ, thì mọi người cũng phải đưa ra những cái hướng giải quyết vấn đề để khách hàng thấu hiểu mình nè, khách hàng đồng cảm với mình nè, thì đương nhiên mọi người sẽ nhận lại những cái bình luận rất là tiêu cực, rất là tiêu cực đó. Mọi người thấy không, mọi người viết bất cứ cái gì cũng như vậy. Nay mọi người nhớ nha, rồi chủ đề tiền bạc nè, chủ đề người nổi tiếng nè, đó rất là nhiều chủ đề cảm động nè, ví dụ như là tình mẫu tử nè, tình cha mẹ nè, hoặc là ví dụ như cha mẹ nuôi con biển trời lai láng nhưng mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, ví dụ như vậy. Rất là nhiều chủ đề để nói nha. Viết bài học nè, kêu gọi nè, và viết bài á là phải có trọng từ chỉ không gian và thời gian, mọi người nên nhớ nha, chỉ không gian và thời gian, và đi vào lòng người, và viết liên tục, viết liên tục, viết liên tục, chứ không phải là viết ngày cái thấy không tương tác cái là không viết nữa.
Đó, những cái Thủy Lan nói là mọi người phải lặp đi lặp lại hàng ngày, lặp đi lặp lại rất là nhiều, chứ không phải là mọi người làm một hai lần là có kết quả liền đâu nha, không hề như vậy. Đó, và tiếp theo là mọi người ví dụ như là mọi người viết những cái câu đầu tiên ấy, câu đầu tiên của mọi status đó, ví dụ như là tại sao các chị bị thâm môi đó, tại sao các chị bị thâm môi mà vẫn chưa mua son nhà em, ví dụ như vậy. Hay là tại sao các chị để tóc rụng muốn hói nhưng mà vẫn chưa mua dầu gội nhà em đó. Mọi người viết cái câu đầu tiên ấy đập vào mắt khách hàng là 2 giây đầu tiên, 2 giây đầu tiên thì mọi người viết như thế nào để khách hàng lướt lướt bản tin thì khách hàng sẽ đập vào mắt liền. Đó, đó là điều mà Thủy hướng dẫn mọi người viết, và viết phải có một cái hướng hướng giải quyết đó, mọi người thấy không? Hoặc là ví dụ như là đề lim nè, tại sao các chị để béo phì chồng chán chồng che nhưng mà vẫn chưa mua đề lim nhà em đó, ví dụ như vậy. Thì ví dụ như vậy nha, đó mọi người thấy không, viết bài phải có cấu trúc viết, chứ không phải là viết cái gì mà cứ ngày nào cũng đi copy copy từ A tới Z thì mọi người viết không ra đơn đâu. Đó mọi người thấy không, mọi người viết y như vậy thì đương nhiên sẽ ra đơn hoàn toàn. Còn hoặc là những cái việc của mình phải lặp đi lặp lại hàng ngày ấy, thì khách hàng mới ghi nhận. Mình nên nhớ nè, cái việc để mình ghi việc mà các bạn hái ra một quả táo ấy, thì các bạn phải gieo gieo như thế nào để mà mình khi bước đầu của mình gieo ấy, rất là quan trọng, mình gieo như thế nào để mà cho cái táo nó phát triển tốt thì cái bước đầu của mọi người gieo ấy rất là quan trọng. Nên cách viết bài của mọi người cũng như vậy, mọi người muốn xây dựng được một Facebook tốt ấy, thì trước tiên mọi người phải gieo 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 trước đã, gieo sao để khách hàng luôn luôn cảm nhận này, hay là khách hàng hiểu về mình này, hay là khách hàng biết mình là một con người như thế nào, sống như thế nào đó, hay là khách hàng luôn luôn nhớ mình là ai. Và đặc biệt nha, viết bài nha, đừng bao giờ mà để em hay là tôi hay là gì, luôn luôn ghi cái tên mình vào. Ví dụ như Thủy tên Thủy nha, luôn luôn ghi cái tên Thủy 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 vào để khách hàng luôn luôn nhớ tới mình, đừng bao giờ ghi tôi hay là em hay là gì cả. Tôi em hay là gì ấy, thì lâu lâu mọi người ghi, chứ đừng bao giờ mà mọi người ghi hồi như vậy ấy. Tôi là thể hiện sự đẳng cấp là cũng đúng không sai, nhưng mà mọi người gieo vào trong đầu khách hàng cái tên của mình để khách hàng luôn luôn nhớ tới mình. Ví dụ như như khách hàng nhớ tới mình rồi đúng nha, đúng không, thì sản phẩm mình bán lúc mà khách hàng bị rụng tóc ấy thì khách hàng luôn luôn nhớ tới mình, thì khách hàng nói à con bé Thủy nó bán dầu gội rụng tóc, mình hay quan sát con bé Thủy, chỉ cần họ gõ từ Thủy ra thôi thì cái Facebook của mình nó hiển thị liền luôn. Chứ còn mà mình cứ xưng tôi xưng em ấy thì khách hàng không bao giờ nhớ tới mình đó. Mọi người nên nhớ rằng viết bài nó có rất là nhiều nghệ thuật để mình viết, không thể nói hết trên livestream này được. Nên là mọi người cần những gì thì mọi người inbox cho Thủy nha, inbox cho Thủy, Thủy sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng mọi người từ A tới Z, từ A tới Z, và kiếm tiền bất chấp, kiếm tiền kinh khủng nha, chứ không phải là nhập hàng xong là để mọi người tự bơi hay là học những cái cao siêu đâu, học những cái phải bán ra hàng nè, bán ra đơn hàng nè nha. Mọi người có gì mọi người inbox cho Thủy nha, cảm ơn chị Mộc Thủy nha. Tắt livestream này em sẽ inbox cho chị nha, bye bye mọi người nha.